À, xin chào quý anh chị đang theo dõi trên chương trình của Người Việt Channel và hôm nay tối thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2024. À, xin chào tái ngộ cùng bác sĩ Ngô Bá Định từ miền Nam Cali. À, xin trân trọng xin chào quý khán thính giả của đài, quý bà con bác những người cùng chí hướng, kính chào chú Hoàng Bách. Dạ vâng, trước nhất là xin chúc quý khán giả đang nghe đài có nhiều sức khỏe và cũng như cảm ơn bác sĩ Định. Đừng buồn nữa mà hãy vươn lên, hãy bước về phía trước. Mỗi lần ngã vấp ngã là mình đứng dậy đi mạnh hơn. Thì bây giờ bác sĩ có thể cho biết về cái tình hình của anh luật sư Derrick Trần ở đơn vị 45 ở miền Nam Cali. Đơn vị 47 thì nghe nói đã thắng rồi, một người Mỹ gốc Nam Hàn thắng rồi. Bây giờ đơn vị 45 tới ngày hôm nay sao chưa có kết quả và kết quả nó như thế nào? Mời bác sĩ. Trước 5 giờ chiều hôm nay đó thì Derek Trần với bà Michelle Steele là 50% với nhau hết. Thì Derek Trần vẫn thua khoảng 200, cháu nhớ là khoảng 262 226 phiếu. Nhưng mà còn khoảng chừng tới hai mươi mấy 30.000 phiếu chúng ta chưa có đếm. Thì trung bình có thể là tối nay đó, là ngày mai hay là cuối tuần là chúng ta sẽ, hay là đến chủ nhật đó, chúng ta sẽ đếm hết những cái phiếu. Tại trung bình mỗi mỗi một ngày là 8 đến 10 ngàn phiếu đến, và bây giờ nó còn khoảng hai mươi mấy 30.000 phiếu. Thì cháu nghĩ là chỉ trong vòng 3 4 ngày nữa thôi là chúng ta biết kết quả, trễ nhất là cháu nghĩ là thứ hai đó. Thì nghe nói là những cái phiếu mà gửi mail đi đó, thường thường là bầu cho những người Democrat, nhưng mà có điều là những cái phiếu mail này đó là từ Orange County chú. Mà Orange County này chúng ta biết là nó bà hình như là ông Biden đã thắng Orange County thì vậy, hình như bà Harris cũng thắng Orange County, thì cái điều là tin mừng. Thì hy vọng là Derek Trần sẽ cứ theo cái đà mà trong vòng một tuần nay đó là đến chừng là 50 60% và là 52 54 cho đến 60% là và là 6 mấy% như ngày ngày bữa nay đó, chỉ có khoảng chừng có 1.000 phiếu đếm thôi mà đến chừng thắng khoảng 600 mấy, của bà khoảng 300 mấy gì đó. Vâng, thì từ hôm qua là 309 mấy phiếu, hôm nay nó còn có 226 phiếu thôi. Thì cháu nghĩ là còn 2 3 ngày nữa cái số mà mấy chục ngàn phiếu đó, hy vọng là Derek chỉ cần 51% thôi hay 50.5% thôi là Derek sẽ thắng. Vâng, thì cháu hy vọng là Orange County sẽ thắng. Chỉ có điều là cháu sợ những cái người mà đội nón tần nón cối đó, giống như tên Lê Chiêu Thống, rất là nhiều người mà người Việt Nam á, mà nỡ lòng nào mà lên trên Facebook đó chú, mà những cái comment ở những cái YouTube ấy, hay những cái đài Việt Face đó chú, chửi Derek Trần mà những cái với lý do mà lý do mà nghe mà mình thấy buồn. Tại sao có những người Việt Nam mà không biết, trong không biết người đó là đang ở Việt Nam hay là có đang hoạt động cho ban tuyên giáo Việt Nam để mà nó tất cả rồi cho Cộng hòa, cho ông Trump, rồi cho bà Michelle Siêu hay sao đó, mà không có lý do gì để mà trù dập cái người con em của chúng ta, mà ông Derek Trần này ông chưa có một cái scandal này hết, chưa có một cái tai tiếng nào hết, nhưng mà họ vẫn nói được là không có kinh nghiệm, không nói tiếng Việt được. Bà Michelle Siêu mà đâu có nói tiếng Việt được đâu. Vô lý. Mà nói là những người Việt Nam như là tham nhũng, như ông Chu Đỗ tham nhũng trên mắc cỡ về Việt Nam, và họ không biết cái người cùng trong cái nhóm tham nhũng đó là bà Michelle Steele, là cùng cái thời đó mà đặt ra những cái đề luật mà không cho người ta, những cái hội đồng giám sát, những người mà ra cơ quan giám sát mà độc lập đó, để xem coi cái hành xử sử dụng tiền bạc của trên federal gửi xuống hay là state gửi xuống để cứu tế cứu bần, để mà xây dựng nhà cửa này, infrastructure đó chú, đường cầu cống cảng với lại ban thông dọc với lại những cái cấu trúc mà hạ tầng, cơ sở hạ tầng đó, tiền nó đi đâu về đâu,
trên 220 triệu, mà mình chỉ biết có một mấy chục triệu thôi, còn 160 triệu cho 119 cái cơ quan mà nó không có rõ ràng. Và trong những cái cơ quan rõ ràng là vấn đề mà cho anh cứu mà cứu tế mà cho những người già mà khuyết tật, hay là những người khuyết tật ở nhà mà trong thời kỳ đại dịch mà họ không có đi ra đường, hay là họ không có đồ ăn thức uống ở nhà họ chết, thì cái vụ đó là LAISD họ đang investigate, và bị Steel và cô Janet Nguyễn đã gửi lên cho ông Don Wagner, là trong cái ủy ban mà giám sát của On County đó, để mà họ investigate bà bị Michelle Steele trong cái đời mà năm 2021 đó chú, 11, thì cái nhớ không, 1,2 triệu đô mà đưa 120.000 cho cái đợt tụi mà DNT, mà cái tụi mà ấn phẩm này nọ, hay những tờ rơi, những cái tờ truyền đơn này nọ, hay là những cái gì mà có tính cách là bản biển mà để mà giúp cho cái vấn đề mà vận động tranh cử của bà đó. Thì cái đó người ta đang điều tra, cháu nghĩ là sẽ bà sẽ phải đối diện với luật pháp. Cho nên những người mà không biết vì lý do gì mà họ nói những lời rất là có tính cách là hạ bệ trù dập, mà đó là có tính cách thù ghét, thù địch với lại Derek Trần, cháu không hiểu tại sao nữa, mà họ không biết đây là con cháu của thuyền nhân, con cháu người di dân tị nạn, bố vợ là người đi tù cải tạo 10 năm trời HO, mà ổng là người cao 6 feet 3 mà ngang cao hơn ông Clinton nữa, mà nói tiếng Anh là như là người Mỹ ở đây, là người cựu quân nhân của quân đội Hoa Kỳ. Những người Mà nếu mà đang ngồi nói chuyện với chú với cháu đó thì Việt Nam ngồi ăn uống restaurant, ổng nói chuyện Việt Nam được lắm. Thế mà cũng có những người Việt Nam đó chú, vì lý do gì cháu không hiểu nữa. Đó, cháu hiểu chứ mà cháu không có nói ra được. Những cái nón tần nón cối đó, những bọn mà tần cối mà Lê Chiêu Thống mà những bọn Judas đó, ở ở Oan County làm cháu ngại lắm. Nó thà, cái là cái nhóm trong cái nhóm mà cái tứ nhân bang hay là lục thích khách gì đó của cái nhóm Cộng Hòa ở đây đó, mà họ có những cái liên minh với nhau đó, họ biết là nếu mà Michelle Steele đó mà không còn trụ được cái ghế dân cử liên bang á, thì cái vấn đề mà tranh cử sau này nắm được cái ghế dân cử đại diện cho cộng đồng Việt Nam mình ở Washington thì đổ nó rất là khó khăn. Tại để mà ẩn xít Derek Trần trong 2 năm nữa đó là một công chuyện rất là khó khăn. Còn nếu mà Michelle Tiêu vẫn còn làm dân biểu thì cái chuyện mà giữ lại và đưa một người thế cho Michelle Tiêu á, tức là đưa những người mà trong cái lục thích khách mà tứ nhân bang đó chú, nó dễ lắm. Nói chung là khi mà họ đã là những liên minh, đó là những mà đồng đội trong cái đội ngũ mà chính trị băng đảng của họ đó, để mà họ thăng tiến trong sự nghiệp chính trị, họ không có rời bỏ đâu, giống như là gì, giống như người dân giang hồ đó, thân tại giang hồ vô tiền kỷ, đã một khi mà đã đi vào trong cái thế giới hắc đạo rồi đó, khó bỏ lắm, bỏ là chết. Cho nên khi mà họ đã liên minh với nhau rồi đó thì họ phải support tới cùng. Cho nên chúng ta sẽ thấy rất ư là nhiều người Việt Nam bởi ảnh hưởng chính trị của những người mà nằm trong cái liên minh của bà Michelle Steele đó, và những tờ rơi mà chửi Derek Trần là cộng sản đó chú thấy không, tờ rơi mà màu đỏ nói Derek Trần là được đảng cộng sản Hoa Kỳ ủng hộ rồi Derek Trần là bảo vệ cho những người mà hiếp dâm đàn bà đâu, cái đó là những cái hình tòa, những tội hình sự, và Derek Trần là những người dân sự, là luật sư bào bà biện hộ cho những thân chủ về những cái tội, những cái ca mà dân sự mà không có hình sự trong đó, nhưng mà lại đưa ra những cái điều mà xấu xạo chụp mũ đi Thưa, chứ mày hai năm chứ không. Cho thưa nên bác sĩ đó, thì chúng ta biết đó, là những cái người đó thì thông bác sĩ đừng quan tâm, bởi vì họ không có lương tâm và cũng không có lương tri. Khi mà họ neo lên với một người anh Derek Trần mà họ đề nghị, họ nói như vậy thì cũng không cần. Bây giờ thì chúng tôi có thể tóm tắt là tới bây giờ, ngày đầu tiên sau ngày bầu cử đó, là bà Michelle là dẫn trước
anh Đeo Đức Trần là 11.000 phiếu. Nhưng mà mỗi ngày thì nó xuống 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 từ từ cho đến ngày 13 tháng 11 đó thì còn 349 phiếu, và hiện tại thì còn 226 phiếu, và cái số phiếu còn lại thì gần 30.000 phiếu chưa đếm. Thì từ đây tới cuối tuần chúng ta hy vọng là nếu cái đà mà cái tỷ lệ mà anh Derrick Trần dẫn trước như vậy thì chắc chắn là anh sẽ thắng, mình hy vọng, nếu không có gì thay đổi. Bây giờ trở lại những cái vấn đề Cái xưa chú cái mà cháu quan ngại đó, trong những cái tuần vừa rồi đó là những lá phiếu từ LA County, mà LA County là đa số là dân chủ. Bây giờ còn cái Orange County nè, là có những người mà to nón tần nón cối lên chư thống làm cháu ngại lắm. cho không nên cho nên mấy ngày nữa chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta phải thánh lạy Chúa Phật Thượng Đế đấng tạo hóa đã giúp cho cộng đồng người Việt Nam chúng ta, những người mà di dân tị nạn, những người mà con rồng cháu tiên máu đỏ sao vàng, ít nhất lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta phải có một cái tiếng nói đại diện cho người Việt, chân chính người Việt Nam, không có dân chủ cộng hòa hết, là một tiếng nói đại diện cho tất cả những người Việt Nam di dân tị nạn da màu máu đỏ da vàng ở California, và có thể nói là cả nước Mỹ này luôn. Tại vì trước ông Cao Quang Ánh chỉ có một nhiệm kỳ, ông không có làm cái gì hết. Bà Murphy Thùy Dung, Stephanie Thùy Dung Murphy đó, bà là người Mỹ rồi, bà chẳng có giao hệ dính líu gì tới người Việt Nam chúng ta hết. đúng Cho rồi. nên ông Derek Chân này là thật sự là tranh đấu cho quyền lợi, những khát vọng, những cái ý nguyện của cộng đồng người Việt chúng ta ở California, hay nếu không nói là cả nước Mỹ nữa Vâng. đó. Vâng, xin mời chú. Bây giờ thì có hai cái vấn đề, hai ba cái vấn đề mà rất là quan trọng. Chúng ta biết là ông Trump bây giờ đang chuẩn bị sắp sửa thành hình một cái nội các, mà trong cái nội các này ông đề cử một nhiều người, nhưng mà trong đó thì có một số người mà gây ra cái làn sóng nữa là mà chống đối phản ứng rất là dữ dội. Ví dụ như đầu tiên là ông Peter Hegseth, ông này là trở thành bộ trưởng bộ quốc phòng của Hoa Kỳ, ông này mới 44 tuổi, ông là người làm cho chương trình Fox News từ năm 2014 tới ngày hôm nay. Và trước đó là ông đi quân đội Mỹ 10 năm, nhưng mà cái cấp bậc ông trung úy hoặc đại úy thôi, trung đội trưởng. Có tham gia chiến trường nhưng mà chưa hề làm tham mưu lúc nào. Và bây giờ đề cử một con người mà bác sĩ biết á, là có một ngân sách là khoảng 800 tỷ, điều hành một ngân sách 800 tỷ, với một cái quân đội đó là chính thức á, là 1.3 triệu người quân nhân tại ngũ, và một 1.4 triệu người đó là quân nhân, nghĩa là bắn bắn thời gian, tức là lực lượng trừ Mỹ. Nói một cách khác á, là 10 người rất là quan trọng để điều đình thảo luận với nhiều chính khách ở trên thế giới về vấn đề an ninh, như là Âu Châu hay là Á Châu. Một người không biết gì hết mà chỉ có biết thò trong thôi, bây giờ trong đề cử đó là cái người mà bây giờ họ đang bàn cãi. Mà bàn cãi nhiều nhất đó là đề cử một người vô làm bộ trưởng bộ tư pháp, đó là ông Matt Gaetz. Ông Matt Gaetz này đó là một luật sư nhưng mà chưa có hành nghề luật sư lúc nào, chỉ có vô danh biểu thôi, mà ông đã liên hệ với cái vụ là Áo Giang, tức là cái đường dây của ông liên hệ với một người bạn của ông làm việc thuế vụ đã bị tù 11 năm, và Bộ Tư pháp đã điều tra nhưng mà chưa điều tra hết thì họ tạm ngưng. Nhưng mà hiện tại đó thì ủy ban của Hạ viện đó, ủy ban gọi là đạo đức của Hạ viện, họ đang điều tra. Và ngày hôm nay nè, không, trước trước đây 2 ngày thì họ dự trù là họ sẽ công bố, họ thảo luận đem ra điều trần về với ông Matt Gaetz. Nhưng mà ông biết trước cho nên ông xin từ chức, và ông Trump hứa hẹn cho ông làm bộ trưởng bộ tư pháp một người áo dâm, một người đã hút cần sa liên đới với nhiều người bây giờ gọi là mạnh như vậy, để cho vào bộ trưởng bộ tư pháp. Đây là hai vấn đề mà nhiều người bàn thảo rất là nhiều. Xin bác sĩ cho nhận định. Chúng tôi sẽ gửi cái hình của ông Matt Gaetz và hình của ông Bộ trưởng Quốc phòng, cũng như là một người làm bây giờ là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia của Hoa Kỳ. Xin mời bác sĩ. Bữa nay ông xem bầu và bổ nhiệm ông RFK đó, Kennedy đó chú, là cái người mà đã chống không tin vào vaccine, vaccine là hại người, không có tin vào covid, vaccine covid mà không vaccine đó là cả tỷ người thế giới này chết. Bây giờ làm bộ trưởng bộ nhân sinh và sức khỏe Y tế. lần thứ hai, vâng, thì
mà tay này là tay này là QAnon, đây là chủ thuyết âm mưu là đầy hết trong người hết. Thì Donald Trump rồi cộng thêm cái bà Tulsi Gabbard, bà Tulsi Gabbard là cái người đã từng tuổi Nga đó, Putin đó, nó dùng tiền để nó ủng hộ để cho bà tranh cử năm 2016, năm 2020 đó. Thì bà đã xuất hiện trên truyền hình ở bên Nga đó chú, Russia Today đó, Tulsi Gabbard với lại Tucker Carlson, và hai cái bộ mặt mà Russia Today, cái truyền hình TV của Russia đó chú, nó dùng hai cái bộ mặt đó để mà tuyên truyền cho cái chính nghĩa của nó trong vấn đề mà xâm lăng Ukraine. Mà thì cái mà Tulsi Gabbard là bà rất là pro Putin, giống như Matt Gaetz, giống như là Maxine Waters, giống như là Tucker Carlson. Thì bây giờ quý vị thấy rõ ràng không ngạc nhiên vì Donald Trump bầu cử cái tay tên là Hackstaff, mà tay đó là người mà Anchorman nói chuyện cho Fox News, mà tay đó nó xâm mình, trong xâm mình là những đứa mà tụi mà cực hiểu, tụi mà niệt thân quốc xã đó chú, nó có hình mà chữ vạn, có hình mà những cái cross đó, thập tượng trưng này nọ đó. Thì cái này là bà Tulsi Gabbard, và đó bà này là bà binh Putin, bà binh thằng Nga all the way. Bà nói là nước Mỹ là cái nước gây ra chiến tranh, mới muốn tiêu diệt nước Nga, cho nước Nga họ phải bảo vệ họ thôi. Còn Ukraine là hình như bà này Tucker Carlson nói Ukraine ông Zelensky là người mà là Hitler thời đại đó, là người độc tài cho nên cần phải được tiêu diệt đó. Bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là ba điều Donald Trump đang bổ nhiệm đề bạt những người, thứ nhất là phải trung thành tuyệt đối lại cái băng đảng Trump với Putin, cái thứ hai người đó có thể là chưa thấy có dấu hiệu trung thành tuyệt đối, nhưng mà họ có nắm được những cái sách thế hay những cái vấn đề mà hối lộ tham nhũng, hay là những cái bằng chứng nào mà thân bại danh liệt mà có thể mà nắm được cái đuôi nắm cán mà blackmail cái người đó đó, để mình nắm để mà có thể sai khiến người đó trong tương lai. Cái thứ ba là những người không cần biết kinh nghiệm, càng dở càng tốt. Tại đối với cháu cháu là Putin, Tập Cận Bình, Kim Jong Un á, Khamenei là Viktor Orbán, cái đứa nó càng dở đó thì đó, nó trong nói nó là cái gì nó phải làm cái đó. Tại cái đó cái đứa mà nó giỏi đó, nó biết làm cái gì đó, thì nó có thể gồng, có thể làm sai được một số. Nhưng cái đứa mà nó không biết gì đó thì Putin đó, nói là Donald Trump làm tôi làm cái gì nó phải làm đúng cái đó, tại vì nó có biết gì đâu mà làm. Cho nên rõ ràng trước mắt nước Mỹ mình đang đi dần về cái hướng là sẽ thành một cái, nếu không nói là một con rối cho Putin, Russia, cho đám độc tài trên thế giới. Mà cái người mà bắt cầu đó đó là Donald Trump, cái đám nội các mà Donald Trump đang đề bạt lên, cho thấy nước Mỹ chúng ta là đang ở cái thế kinh khủng vô cùng, rất là mạt kiếp, rất là nguy hiểm. Đó là trong bây giờ đưa ra cái vấn đề mà những người nào mà muốn được thăng tiến ở trong thượng viện đó, là đứng đầu trong thượng viện. Bây giờ ông như ông thương John Thune đã lên rồi, ông đó thì cháu không biết ông như thế nào, nhưng mà đó là trong nói những nào mà muốn có những chức vụ cao trong thượng viện đó là phải chấp nhận những cái đề bạt của Donald Trump trong cái lúc mà đang recess, tức là những lúc mà đang thượng viện mà đang đang không có nhóm họp đó chú. Tại vì khi mà có nhóm họp người ta mới vote no cho những người mà bất tài vô tướng, mà có những cái quan hệ mờ ám chó săn với lại tụi độc tài trên thế giới. Nhưng mà Donald Trump nói bây giờ những cái đề bạt đó đó thì làm sao chấp nhận trong cái lúc mà recess, mà nghỉ ngơi đó chú. Ổng khi mà ổng đề bạt người đó lên đó thì những người đó không phải qua cái vấn đề mà được được đánh giá, được thẩm định và được bầu bình bầu. Tại vì muốn trước khi làm cái chức vụ nào lớn đó thì thường viện phải để bình bầu số đông 60% thì người đó mới mới được làm chức đó. Thì Donald Trump bây giờ muốn đề bạt mà những người đó được đề cử trong cái thời gian mà thường viện không có khả năng để mà nhóm họp để mà thẩm định và bình bầu vote đó chứ, để mà
hắn ta muốn người nào lên là được người đó lên. Chú thấy không, cái đất nước này thiệt tình cháu không biết nó đi về đâu, mà nếu mà cháu là Putin đó, cháu sẽ làm sao nước Mỹ này nó chia làm mười mấy nước luôn. Là cái được, là cái mà khi mà nước Mỹ chia làm mười mấy nước là tàu với Nga là bá chủ thiên hạ, không còn nói chuyện gì chưa. Nó muốn tung hoành bá đạo, muốn gì cũng được hết. Nó muốn làm gì Việt Nam, Nam Hàn, Philippines hay Taiwan là muốn cỡ nào cũng được hết. Nếu mà cháu là Tập Cận Bình lên với lại Putin, cháu sẽ đi cái đường đó, make sure nước Mỹ là không có khả năng trở lại vấn đề dân chủ nữa. Tất cả là trung ương tập quyền, tất cả quyền lực đưa về tay tổng thống. Sau khi Donald Trump sẽ là JD Vance hoặc là DeSantis, hoặc là một đứa nào, hay là Tulsi Gabbard, hay là đứa nào mà thật sự sống chết với nước Nga. Nguy hiểm quá. Nhưng mà quý vị, nhiều người tại sao cho đáng đời tụi Mỹ trắng hay tụi Việt Nam cuồng trong cho nó chết mẹ rồi đó, thí dụ như vậy, không có đâu. Ở trong những cái website của tụi Mỹ trắng cực hữu đó, nó nói rồi, nếu mà Vladimir Putin nó làm tổng thống nước Mỹ là the best, là cái option số 1 của tụi nó. Không được Putin thì đứa nào cỡ như Donald Trump thì ok, chứ đừng có nói cái chuyện đó sao mà người nước Mỹ cái nhận thức về dân chủ, cái trình độ coi trọng, không có coi trọng cái đạo đức, sao tụi nó tệ? Không có đâu quý vị. Cái đám Mỹ trắng, quý vị coi cái thống kê vừa rồi đó, cái đám Mỹ trắng mà ít học đó, cùng lắm là chỉ có 2 năm ở đại học, tức là associate degree đó, chưa có tốt nghiệp đại học bằng cử nhân đó, cái tụi đó là chiếm số đông mà nó bầu cho Donald Trump hết à. Tại vì nó nói là I'm sick and tired của tụi da màu của tụi bay rồi, tụi bay di dân, tụi bay tới đây là muốn lấy nước của tao là mày, đừng có hòng. Đây là đất nước của tao, tổ tiên của tao đã bỏ nhiều xương máu để mà giành cái đất nước này, là của tụi đám trắng của tụi tao nè, từ bên Ái Nhĩ Lan, bên Đức nè, từ bên bên Đan Mạch, Na Uy, là những cái nước mà England, Pháp này, là Ý này, là White Hispanic đó chứ. Những đứa đó nó nói đây là đất nước của tụi tao, tụi bay phải nằm rạp xuống nghe lời tụi tao. Bây giờ quý vị thấy không, có rất là nhiều đứa nó gửi cho những người mà Mỹ đen hay những người mà Jewish đó, nói là chuẩn bị trở lại cái thời kỳ 50 60 năm trước đi, là tụi da đen tụi bay phải trở lại thời kỳ mà giống như nô lệ đó. Tụi bay phải trở lại thời kỳ segregation, là cách ly đó, không có đi chung một cái xe bus, không học chung được nữa. Nó muốn trở lại cái thời kỳ đó. Dĩ nhiên cháu nghĩ là không khó lòng trở lại thời kỳ đó, nhưng mà bây giờ những đứa đó nó sừng sỏ, nó thấy đó là trong nên làm tổng thống. Quý vị sẽ thấy cái chuyện mà Asian hate đó, đi ra đường mà bị tụi mà kỳ thị đó, nó đánh hoặc là nó đập cho mình vỡ đầu mà vô nhà thương, hay là nó giết một cách tàn nhẫn. Quý vị sẽ thấy trong cái thời đó là Trump nó tăng lên tới bao nhiêu lần, thì này hắn ta lên chuyện nó sẽ xảy ra nữa. Thì cháu nghĩ hy vọng là những người mà bị đánh đó là những đường cuồng trong, những đứa mà mít maga mít, những đứa mà bưng bô liếm đế cho Donald Trump mà hát bài tôi xin người cơm chuối. Tụi Mỹ trắng đó, nó không có thích chuối nhỏ, chuối câu, chuối ti ti của mấy người mít Việt Nam khờ dại và ngu ngốc đâu, không có đâu. Chuối nó là phải to bự đi kìa. Nhưng mà nghe nghe nó mấy bữa nay đó ở bên Nam Cali đó, cái đám cuồng trong đó tổ chức tiệc mừng là lâm nhiều lắm phải đúng không bác sĩ? Đó, ăn mừng nhiều lắm. Cháu bạn cháu có đứa đó là có phần hồn trong cái chỗ mà ấy đó, mà cái chỗ mà Nike đó, là tụi mà cùng chăm vô đó là ăn mừng. Ừ, thì nó cũng gửi hình ảnh tới cho mình coi. Quý vị, thời mạt kiếp đang xảy ra hiện hữu trước mặt chúng ta đó quý vị. Tôi mà là Putin, tôi là Tập Cận Bình, Kim Jong Un, trời ơi, tôi chiến tranh thế giới thứ ba tôi đã thắng được một 50 60% rồi, phần còn lại làm sao là Donald Trump sống hùng sống mạnh sẽ trở thành mà ông vua đó.
Mike Johnson nói là Donald Trump là king và comeback king, là ông vua đó. Cho nên chúng ta đón xem cái thời mạt kiếp nó hiện là thế nào, mà cháu vẫn tin bằng ở hiền gặp lại những đứa mà bưng bô liếm đế mà si cuồng mà ngu ngốc á, tụi nó phải nhận cái karma, cái hậu quả. Có những đứa mà chẳng hạn cái social security, cái medicare đó chú, có thằng thằng Mỹ nó biết là ai tao ghét cái Obamacare đó, bây giờ tao phải bầu cho ông Trump là tại vì tao không thích cái Obamacare, nó chữ Obama nó kỳ thị mà, tao chỉ thích cái Affordable Care Act thôi, tức là ACA đó. À, cái đó nó nghe nó, cái đó là ông Trump sẽ bảo vệ đó. Nó không biết Obamacare hay ACA đó là hai cái tên khác nhau của cùng một cái chương trình bảo hiểm y tế cho những người mà low income. Có người gọi là Obamacare, có người gọi là ACA. Mà cái đó nó không biết cái sự lòng oán thù kỳ thị của nó quá lớn đi. Đất nước của nó, I want to take back our country. Thấy cái số lượng mà nó thắng, Donald Trump thắng ở mấy tiểu bang chiến địa đó, tụi Mỹ trắng ít học ở vùng quê, nó không thích cái sự thành công của những người di dân da màu. Và để thấy mười mấy triệu người di dân mà không có giấy tờ đó bị đuổi về. Đó có những người EB3, B5 ở đây, và có những người mà visa hết hạn còn sống sống lén lút ở đây đó, mà mở miệng để đi gặp và nói chuyện là ông Trump là số 1. Rất là nhiều người Việt Nam ở đây. Chứ tao mới vừa đi ở ngay trên rooftop, ở ngay chỗ mà Hyatt Regency Waterfront nè, cái người hàng xóm là người chuyên lo EB3, EB5 đó quý vị, trong đó là có những người ở ở lại đây đó mà không có giấy tờ đó, mà mới là nói chuyện là ủng hộ ông Trump nữa, mà họ không biết ông Trump lên là những đứa như đó là phải đi về nước. Cái si cuồng mà ngu ngốc đến tận cùng bằng số, những bọn mà tần cối đó chứ, cháu không biết nói họ làm sao. Cho nên những cái batch mà những cái lá phiếu sắp sửa đếm trong vòng 3 ngày tới, nó từ on county đó chú. Cháu hy vọng là người Việt Nam chúng ta, những cái gì mà chú đã làm, cháu đang làm, rất là nhiều người đang làm, như giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc, luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, cô Bùi Như Mai, rất ư là nhiều người, anh Trung Tạ, anh Alan Võ Phan, bà Roxanne Chow, rồi chị Võ Minh Phượng, chị Ái Vân, chị Kim Tuyến, tất cả những người chúng ta đã kêu gọi mọi người, hay là chị Bích Trâm, hay là anh Mai Phi Long, hay Đỗ Dũng, hay là chính cả ông Trần Anh Dũng nữa. Thì nói những gì để đưa cho chúng ta biết về Direct Trần. Cháu hy vọng là cái số lượng người Việt Nam mình họ on county đó chú, bỏ cho Direct Trần nhiều hơn là Michelle Steele. Nếu mà Michelle Steele thắng vì cái lá phiếu của những người Việt Nam, một người bệnh nhân của cháu nè, tưởng là chết rồi tại vì cháu uống thuốc, đến đến gặp cháu, cháu khám kỹ lại này, là thay thay đổi thuốc, bây giờ cô đã sống đến 80 mấy tuổi. Mỗi lần gặp cháu là không có bác sĩ, tôi đã chết rồi, ông đó cho những cái thuốc mà tôi lờ đờ cả ngày, tôi sống tôi nghĩ là tôi không sống nổi rồi, mà nhờ bác sĩ bây giờ tôi ổn quá. Mười mấy năm nay chú, từ năm 2014 10 12 tới giờ đó, mười mấy năm, mà hỏi bây giờ bác vừa rồi bầu cho ai, vừa rồi tôi bầu cho ông Trump với bà Michelle Steele, tại vì tôi thấy ông Trump là đàn ông đó, ông mạnh hơn là người đàn bà. Rồi cháu khỏi cần hỏi tại sao bà Michelle Steele phải bỏ mà không bỏ cho cái người Việt Nam của mình, cháu không muốn hỏi nữa, cháu mệt quá rồi. Người Việt Nam mình ở đây cháu sợ lắm, nón tần của bọn mà đo đội nón đó, nón tần nón cối đó. Những cái bọn mà cổng rắn mà cắn nhà gà, những bọn mà ra qua cầu rút ván, những bọn mà Judas mà Kiều Công Tiễn, Trần Ích Tắc, hay là Phan Công Ảnh đó chú, Phan 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 Văn Ảnh hả,
đây mà nằm vùng mà tình báo của Việt Cộng phải không? Người Việt Nam mình nữa. Cháu đã nói là 1.000 năm tàu nó dùng người Việt Nam mình để trị người Việt Nam mình, nó nằm trong cái xương tủy, nằm trong cái bản kẽ của những người Việt Nam mình. Người Việt Nam mình nó vì tiền, vì vì cái sự sống còn của mình mà làm Thần Cối, làm Lê Chiêu Thống, làm Judas, làm Benedict Arnold, nhiều lắm. Người Việt Nam mình cái đạo đức cháu sợ quá đi, bán nước bất cứ lúc nào, bán đứng cả những người mà cha mẹ anh em mình vợ chồng mình bán đứng luôn, để mà tại vì sợ quá. Lý thông nhiều quá, người ta nói mà bô xa đất ít người đông, thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, nhiều lắm. Cho nên 2 3 ngày nữa chúng ta sẽ biết. Cháu thua, cháu mất nhiều quá rồi. Bà Harris thua là cháu đời cháu tan nát, là cháu broken. Bây giờ cháu chỉ còn một cái ánh sáng cuối đường hầm là direction, quý vị. Ok. Chúng ta đang ở thời mạt kiếp, quý bà con bác, cho nên phải mở to mắt ra nghe Tổng thống Biden, bà Harris, Obama, hay là những người như Richard Wright, hay là như Maida Touch của ông Ben Mathias, những cái chương trình đó, hay là của luật sư Phạm Duyên và Nguyễn Đình Minh Quốc, hay là đài Người Việt, để coi cho đo là trong đang tung hoành bá đạo, tác oai tác oái như thế nào. Quý vị thấy rõ ràng cái thời mạt kiếp đang rõ ràng đang hiện là chứ nào, chưa bao giờ mà bầu cái đứa mà tân quốc xã mà kỳ thị mà đám mà Mỹ trắng và supremacist thượng đẳng mà không có kinh nghiệm về vấn đề mà quốc phòng bảo vệ của đất nước, mà cái đứa này nó thân với Putin, với Donald Trump, với nước Nga mà làm bộ trưởng bộ quốc phòng, còn một đứa mà ấu dâm cho máy bay bay những cô con gái mà dưới vị thành niên 16 17 tuổi đến mà phục dâm cho mình, mà đang đang bị điều tra, nó chạy thoát một lần bởi Bộ Tư pháp, bây giờ đang bị hội đồng mà đạo đức của Hạ viện đang điều tra cho xong, mà bây giờ được bầu làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Mà thằng này Matt Gaetz là mặt ghẻ đó, nhìn cái mặt nó là mặt những cái đứa mà gian manh bỉ ổi tiểu nhân mà quỷ dữ đó, nhìn con mắt của nó. Mà thằng này là thằng quỷ dữ, dữ lắm. Không không có không có hơn Vua Ba, quý vị nhìn không? Nhìn con mắt của một đứa như vậy. Thì thời mạt kiếp đang chúng ta đang sống trong thời đó, quý vị. Không biết là chúng ta có phải bỏ nước này ra đi hay không. Nhưng mà Sao ít nhất sao cơn mưa cháu đang ở nó California, cháu không có ở Texas như chú, còn ông Gavin Newsom ông sẽ phát thệ là ông sẽ bảo vệ cái nền dân chủ mà những người California, người dân California không có bị hãm hại, không bị tổn thương bởi cái nanh vuốt của bọn thân Nga, bọn chó săn của Nga, của bọn độc tài phát xít trên giới là Donald Trump, với bọn bưng bô liếm đế, với bọn vâng. tay sai mà khuyển cậu của tụi đó. Cháu cháu rất là lo, nhưng mà thôi quý bà con bác nên theo dõi tình hình tin tức, nghe những cái đài mà mình đang cao để biết về tình hình nước Mỹ đang về đâu, và dở mắt ra trước mắt là vấn đề mà 5.2 tỷ đô la mà của liên bang mà gửi cho Medicare cho California, đó là trong lên sẽ cắt về 2025, thì những người cụ già đó, cái tiền Medicare đó bị cắt đi đó, những người cụ già đó mà bầu cho Donald Trump đó, chắc là họ cũng không có, họ cười cười nói họ cũng không sao đâu, họ cũng nói đâu có bao nhiêu đâu, tao cũng còn dành tiền già mà con cháu tao nó cũng cho tao, và ông cắt có mấy trăm bạc đó, ông nhầm gì ông Ngô Bá Định ơi. Ừ, thì cháu từ từ chúng ta sẽ thấy Obamacare là nếu mà bị thay đổi là rất ư gần,
ba mấy 40 triệu người trên nước Mỹ này sẽ phải mua insulin khác, thì đó mình không biết thì sao. Rồi cái retire tuổi đó thay vì 67 có thể lên tới bao nhiêu đó cháu không biết. Ừ. Rồi cái tiền thuế đó không có được tiền thuế như là bên dân chủ hay cho 100 triệu người được bớt thuế, không có đâu. Student loan là forget it. Rồi food stamp là sẽ bị cắt chắc luôn đó. Thì chúng ta phải thấy những điều đó là mình nói cho những người Việt Nam của mình, cộng đồng Việt Nam mình, sự thật là đây là anh suy nghĩ lại đi. Thì ít nhất họ thấy những điều mà nó tai hại cho cái quyền lợi, cái phúc lợi của họ đó, họ không có lún sâu vào cái vấn đề mà thờ phụng hay là kính trọng hay là ủng hộ cho cái những cái thế lực mà mình gian tà. Ít nhất là mình phải nói cho họ biết, quý bà con các bác, nói một cách tôn trọng, tương trọng, chững chạc, để cho họ ngưng lại đi, họ đừng tiếp tục ủng hộ mà giúp đỡ cho cái lực lượng mà ác độc, phi dân chủ, vô nhân, vô đạo đức. Bây giờ dồi bọ lên làm người đó quý vị. Bây giờ đó là cái thời mà kiếp mà sâu bọ lên làm ông này ông kia hết. Tulsi Gabbard mà làm giám đốc CIA, bộ trưởng bộ an ninh nội địa, chủ DNI, Director of National Intelligence. Trời ơi, Tulsi Gabbard mà làm về giám đốc bộ tình báo, bộ trưởng bộ tình báo an ninh quốc gia, mà trong khi bà là người có quan hệ mật thiết với lại Putin, với lại đám nước Nga, thì Đúng hiện rồi. tại cháu hết. Thì Thì quý vị thấy sao rồi? rồi bác sĩ Ok. như vậy thì chung là quý khán giả mà những ai bỏ phiếu đó thì sẽ để rồi biết tương lai giáo chủ ra làm sao, nhưng mà giáo chủ đưa những người mà giáo chủ là không cần những người tài đức mà chỉ cần những người trung thành với giáo chủ thôi, thì cái điều đó là quý vị biết là mình nếu phải phục vụ cho cá nhân hơn là phục vụ cho tổ quốc và dân tộc. Rất là đơn giản, nếu mà Matt Gaetz mà làm bộ trưởng tư pháp thì thôi hãy 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 y thông y đến đây thì xin bác sĩ có thể tạm chào và quý khán giả của Rồi. chúng ta. À, mời Mà bác cái sĩ. người như là ông AFK nói là không ai hiểu cái tiếng nói, mà không tin vào khoa học, mà không tin vào thì mà ông ấy lên làm bộ trưởng bộ y tế, bộ nhân sinh và sức khỏe, thì quý vị thấy Donald Trump đang bổ nhiệm một cái chính quyền mà hồng hơn chuyên, tức là không có chuyên ngành chuyên khoa vậy, không có chuyên gia vậy, mà nó phải là màu hồng, là phải là cùng là đảng viên, tức là những người phải trung thành tuyệt đối với Donald Trump với lại Putin. Cho nên bà con của bác thấy rõ ràng những cái điều này, tôi với rất là nhiều người khác, những người cựu tổng thống, những người mà cựu tướng lãnh đã won nước Hoa Kỳ này bao nhiêu năm nay rồi. Cái thời kỳ Trump số 2 này là kinh khủng lắm, tao không có nhân nhượng nữa. Ông đã nói rồi, tao không có hiền như là cái 4 năm đầu nữa, mà tao sẽ là chơi quọ hết ga luôn. Đó thì quý vị thấy rõ ràng. Nhưng mà chúng ta cũng không làm được gì đâu, tại vì cái đám Mỹ trắng mà học ít đó, thiếu văn hóa kém kém mà học vấn đó, nó lên cơn điên cơn giận của nó bao nhiêu năm nay rồi, mà nó là số đông của nước Mỹ này, thì mình phải chấp nhận thôi. Trong một nước dân chủ, cái số đông là nó thắng, thì dân chủ nó như vậy rồi. Cho nên bây giờ chúng ta phải, nhưng mà có khoảng mười mấy điều đó mà chúng ta phải học hỏi, chẳng hạn như là những đứa mà gọi vô mà giả bộ là có nổ bom này, là cho những lúc mà người ta đang xếp hàng những nơi mà nhiều người dân chủ người ta bầu đó, những đứa đó thì tới nó mà gọi bom nó phải bị bắt, là phải tù chung thân luôn, tại những đó nó gần như là phản quốc rồi, tại những đó nó tiếp tay với lại cái đám thù địch thế giới để mà làm phá hại cái cuộc bầu cử mà
free and fair của nước Mỹ này, những đứa mà gọi bom vô để mà hù dọa người ta để người ta không đi bầu, những đứa cháu nghĩ là phải xử tử hoặc là đi bầu chung thân đó, đi tù chung thân luôn. Hoặc là có những cái register mà tại sao có những người mà những cái nơi mà có nhiều người dân chủ đó, những mà cái remind đó, lá thư gửi về để nhắc người ta đi bầu đó, ở những cái vùng mà tiểu bang mà chiến lược đó, họ lại không có nhận hay là ít hơn những người mà bên Cộng hòa đó. Rồi cái vấn đề mà dùng tiền để mà ảnh hưởng mà kêu người ta để mà đi bầu thêm, giả bộ là để mà làm đăng ký làm gì mà không có tính cách là bầu bên nào, mà thật ra là dùng tiền đấy về mà kêu gọi những người đó đi bầu cho cái đảng của mình đó, những người đó cái có những cái luật pháp Dạ vâng. mà phải triệt để những cái đó, thì chúng ta phải học hỏi những cái đó để mà chúng ta thay đổi luật pháp cho tương lai, để mà thắt chặt cái chính nghĩa chính chính danh và cái chính xác và cái công bằng, cái hợp lý hợp cách của cuộc bầu cử free and fair trong nước Mỹ này. Chúng ta phải học cái bài học rất là đau đớn, nhưng mà tôi không biết 4 năm nữa, nên nhớ nha, tôi là Putin, Tập Cận Bình, tôi là thế lực ác quỷ mà trên cái trục ác quỷ trên thế giới, tôi muốn make sure là 4 năm nữa đó là nước Mỹ không thể nào quay đầu trở lại được. Và Điều đó rất là kinh khủng quý vị. bây Xin giờ kính chào. xin phép là khép lại chương trình ở đây. Chúng tôi thành thật cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ để theo dõi. Cảm ơn bác sĩ Ngô Bá Định. Bác sĩ đừng có buồn nữa, bác sĩ cũng đừng trách những người đó. Chắc chắn là cái hậu quả họ gần kề và họ sẽ thấy cái hậu quả đó trước mắt, không có lâu đâu. Bởi vì cái sự sắp xếp của độc tài nó sẽ xuất hiện ngay trong những ngày tới thôi, chứ không còn xa nữa. Đến đây thì chúng tôi xin phép khép lại chương trình. Chúng tôi kính chào quý vị và chúc quý vị nhiều sức khỏe. Kính chào bác sĩ Ngô Bá Định. Quý vị sẽ thấy cái kế hoạch 2025 á, nó đang roll out, Đúng nó rồi. đang on cái course của nó, tức là đang diễn ra giống như trong 992 trang giấy, trang trong cái Ngũ Âm Chân Kinh nó hiện ra. Quý vị sẽ thấy nó giống như vậy thôi. Và Dạ, xin xin kính chào chào quý vị. chào bác sĩ.